Như vậy thì các bạn đã xem qua cái phần 1 của Chuyện Bên Lề 595 được chia ra. Đó là phần phút Quyền. Bây giờ tới cái phần 2, nó gọi là collagen. Nhán. Các bạn muốn tìm hiểu về collagen như thế nào thì nên xem qua cái video clip này. Collagen là gì và những ai nên dùng? Các bạn nghe coi coi mình có thuộc vào cái diện này hay không nhé. Những ai muốn mình đẹp mà có liên quan tới da nhé, làm sao để cái da đẹp. Những ai muốn móng tay, móng chân, tóc, nướu răng, xương vừa đẹp lại vừa khỏe nhé. Thì những bạn mà Việt Thảo vừa kể ra đó nên xem cái đoạn video clip này với Việt Thảo và Johnny Dũng nhé. Xin mời các bạn, xin nhắc lại, những ai muốn làm đẹp thì nên xem. Ok, các bạn đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa Johnny Dũng của Lotus by Johnny Dũng và Việt Thảo để tìm hiểu và giới thiệu những cái dược phẩm của Lotus by Johnny Dũng đến với tất cả quý vị nhằm giúp cho đời sống của chúng ta tốt hơn. Như Việt Thảo cũng phải nói rất rõ một điều, đây không phải là medicine. Nói thẳng luôn, mặc dầu chúng ta quan niệm nó cũng là medicine vì nó có những cái dược tính như thuốc nhé. Nhưng mà phải nói rõ một điều, đừng bao giờ quan niệm đây là thuốc như chúng ta thường nghĩ và nó sẽ trị dứt cái căn bệnh bằng trực tiếp cái thuốc này. Thí dụ, cái này uống vô sẽ trị dứt ung thư, hay là cái này uống vô đó sẽ làm cho trị dứt gout. Cái đó hoàn toàn không phải, nó chỉ là hỗ trợ cho cơ thể của mình. Nó có sức đề kháng, nó hỗ trợ để mà tiêu diệt cái mầm móng ung thư, hay là uống cái Fucodon vô để cho nó hỗ trợ hôn là giữ lại cái ung thư đó để cho thuốc nó trị liệu được, nó tăng cường, nó hỗ trợ, phụ trợ cho cơ thể của mình, đúng không? Đúng không phải không nào? Dạ đúng Dạ thưa anh. rồi. Bây giờ cái gì kế tiếp để mình có thể giới thiệu cho mọi người, để cho đời sống của mọi người được tốt đẹp hơn khi đến với cái sản phẩm của Johnny Dũng? Em có hai cái danh hiệu mà khán giả thương cho em thôi, mà tại vì khán giả tin tưởng về cái sự hữu hiệu của nó, cho nên là về Fucodin đi. Tự dưng à, gọi em là King Cái gì? of Fucodin. King King of of Fucodin. Em nói thật, nói là em thì em hơi mắc cỡ một chút là tại vì mình không nên khoe khoang như vậy. Cái đó là nó King kỳ tức là quá, ông nó vua kỳ đó. quá. Dạ dạ Nhưng mà cái này là do các bác thương rồi viết chữ này nào kia, thì một cái nó lại thật sự em hãnh diện, lại hãnh diện cái dòng sản phẩm trước cả Fucodin nữa, là lần đầu tiên mà em ra mắt với quý vị vào mùa À. xuân của 2013, cuối năm 2012, khi chuẩn bị bước qua đó để mà ra mắt cùng quý vị hết đó, đó là collagen. Em nghĩ chắc chắn bây giờ ai cũng biết collagen ngày xưa. Nghe nói collagen hết mà chính anh cũng còn mù mờ collagen là gì. Đó. Lấy giờ theo các bạn, mình nghe collagen bây giờ là Việt Thảo biết cái chữ viết là C O L L A Yeah, G E N, đúng như vậy. collagen. Collagen mà em khi em nói em dịch ra bằng tiếng Việt, em nói bằng tiếng Việt hết luôn. Collagen là một đa hữu chất của tất cả những cái amino acid rất quan trọng. Mà amino acid là gì? Amino acid là những cái chuỗi nó dính vào trong cơ thể của mình. Ví dụ như glycine, xylazine, những cái dưỡng chất đặc biệt đó trong cơ thể của mình để nó dính những cái mô, những tế bào lại. Và khi dính lại là như thế nào? Đau nhức xương khớp. Khi anh thấy rằng là những cái chất nước synovial fluid, những cái chất mà chất nhờn giữa cái của mình đó, rồi nhưng nó không có dính lại được, bắt đầu nó lỏng ra, thì có phải là xương đi chung với xương cạ nhau thì anh đau không? Đúng, khi mà Rồi. tuổi già tới rồi, xương cẳng nó lỏng lẻo hết là vậy. Tay chân ngón Mất cái tay chất nhờn, dạ. và một số người còn bị nó gọi là rheumatoid arthritis, có nghĩa là gì? Bàn tay về già đó, anh thấy bàn tay về già có người ta vậy không? Tay như thế này nè, Đúng rồi. nó cong như vậy nè và không có cầm được cái gì hết á. Hay là buổi sáng cầm một cái ly nước trà lên uống, Muốn rớt cái ly à? Muốn rớt cái ly rớt á? cái ly luôn, Cầm có khi muốn rớt cái ly á? đau quá, đau tay quá. Đây là em đang nói về bên trong là xương khớp. Thí dụ đây nè, cái tay anh bình thường ha, thí dụ như hồi xưa học taekwondo anh nắm ha, nắm sát vô đó cho nó chắc là được. Bây giờ nắm được nhưng mà nó đau, nó bắt đầu hơi đau Đó, rồi đó. nó đau. Tức là những mình đang bị mất rất nhiều những cái amino acid ở trong đây. Mà Amino nôm acid, na, mà amino, mà nôm na khi gọi nó ra là mình mất rất nhiều những cái lượng collagen giữa những cái sụn này. Rồi, bây giờ em đang nói cái đó. What about trên khuôn mặt của anh? Bây giờ mình khuôn mặt đi, hay cái tay của anh, bây giờ nói trên cái mặt trước nè. Collagen ở đâu? Collagen đâu? Nằm ngay giữa những cái lớp da của mình. Gọi là subcollagen. Tự nhiên con bắt đó,
hồi chút nhỏ đó anh thấy nó căng phải không? Đúng. Tự nhiên bắt đầu cái mắt nó sụp xuống một chút xíu. Đúng rồi. Và một ở trên này sụp nè. À, có mắt không bị sụp nè. Rồi có cái lằn cái chỗ này. Rồi cái này nó hàng sâu xuống. Nó sao nó không căng lên. Nhiều người bảo là thôi bây giờ đi chích. Chích Botox. Chích Botox. Chích để cho nó căng lên, nó dịu lên. Chích được cái những cái vết nhăn như em cũng có vết nhăn nè. Tại vì em cũng 50 rồi. Đó, cái những vết nhăn như vậy lên. Ồ, em nhìn không tới 50 đâu. Em nhìn khoảng 40, tuổi, 42 vậy. Tuổi ta của em là chuẩn bị 51 tuổi. Happy birthday. Ngày xưa đó em thiệt anh Thảo là em rất là sợ nói tên tuổi. Tại ca sĩ mà. À thì không nói tên tuổi. Nhưng mà em bây giờ em rất là hãnh diện là tại sao? Tại vì gừng càng già càng cay. Có nghĩa là mình tuổi già nhưng mà mình biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Thì em của em vui lắm. Thế anyway, khi mà nói về cái collagen đó, người ta bảo là bị sụp collagen. Cho anh mượn cái collagen. Đây, em có 3 loại nha. Collagen này là collagen phô nhân tâm, tức là collagen nó có chinh sang, có nhân sâm trắng và tế bào gốc. Hay nhiều quá không biết. Bây giờ có phô nhân tâm. Collagen nó trộn chung. Cái chinh sang này, chinh sang này là gừng hay gì? Chinh sang tức là sâm. Sâm. Củ sâm. Củ sâm, chinh sang là củ sâm. Đó. Và vitamins, nhưng mà trong vitamin đặc biệt em để chứ vitamins. Nhưng mà trong đây là nó có tế bào gốc. Tại sao có tế bào gốc? Anh thấy đứa trẻ đó nó lớn lên bằng cái nhau thai của người mẹ bằng một cái tế bào gốc của nó. Đúng rồi. Và trong cơ thể của mình đôi lúc anh thấy một số người họ đi chích tế bào gốc. Một cái trứng nó tách làm đôi, nó nở ra. Dạ vâng. Một số người họ bảo là tôi muốn đi, thay vì tôi chích Botox, bây giờ tôi làm bằng phương tiện của tế bào gốc của cái DNA từ cái máu của tôi. Tôi chích vào. Thì cái máu này nó last long hơn Botox rất nhiều, nhưng mà là máu của tôi. Vì tế bào gốc nó sanh trưởng bên trong, cho nên da của tôi nó đẹp và nó căng hơn và nó không phải dựa vào Botox. Tại Botox dù gì chăng nữa nó vẫn là một chemical. Mặc dù nó liên quan gì tới cái này. Thì khi mình có tế bào gốc đi chung với collagen, nó giữ chặt lại cái lượng collagen nhiều hơn nữa. Và nó sanh, nó thúc đẩy cho cái lượng tế bào gốc của mình nó sanh trưởng, nó gọi là regenerate. Anh đang nhìn cái mặt của em đó. Thì mình sẽ trẻ hơn được. Da bóng lưỡng luôn, hồng hào luôn. Nó trẻ, nó căng cái vết da của mình ra. Nó tốt hơn. Và nhân sâm là tạo cho mình được thêm một cái sinh lực. Okay. Và đồng thời anh cũng thể nghe người ta nói ăn sâm vào đó, cơ thể nó nóng, nó ấm, nó giữ được cái lượng trong cơ thể của mình. Và đồng thời nó cũng có tính chất là chống chọi ung thư. Cho nên khi mà cái collagen quyện vào, đây là công thức cuối cùng mà các bác sĩ nói rằng là công thức tuyệt đỉnh trong cái dạng collagen. Tôi nãy giờ em giải thích nhiều về cái nguồn gốc, cái nguyên vật liệu để làm ra cái này, cái collagen. Bây giờ đó, uống vô đi, cho anh coi cái chai. Bây giờ cái chai nè. Rồi, anh cái chai cũng giống chai hồi nãy phải không? Đúng như vậy. Nó đúng là rồi. Để là Super Ginseng Vitamin Collagen Drink. Anh muốn blueberry miếng, flavor. Anh uống một miếng nước không để cho cái miệng anh nó khác với khi nãy không? Dạ không sao, không okay, sao, right? Không sao, nó hết rồi. Dạ. Ok. Cái màu sắc nó như thế nào? Ôi nó có mấy loại? Nó có mấy loại? Mình có tất cả 3 loại. Ui má ơi. Một loại là collagen có yến. À, trong đây yến nè, anh thấy không? Đó là những cái tai yến nó làm bằng yến như thế này. Dạ. Nó nằm ở trong mỗi một chai collagen của mình. Hoặc là trong mỗi một chai chai này là collagen nhân sâm đỏ. À, nhân sâm linh chi đỏ, em xin lỗi. Linh chi đỏ. Tức là linh chi giống như là linh chi mà em cầm cho anh Thảo. Khi nãy anh Thảo hỏi em đó, linh chi có cả bào tử nè. Bào tử là cái phấn của nó cái đó. Cái phấn của nó đó. Wow. Đây, những cái linh chi màu đỏ của em nè, anh cạo. Thế anh thấy có cái màu đỏ nằm đằng sau không? Dạ. Yeah. Đó, thì collagen này hòa quyện với linh chi đỏ. Tại sao giữ cái phấn này? Nếu phấn bụi thì bỏ đi, chứ cái phấn này giữ làm gì? Anh Thảo ơi, cái là cái tốt nhất của nó đó. Anh biết là cái bào tử, tức là cái phấn của nó đó, là cái rất là quan trọng trong đây. Cái lượng này là lượng polysaccharide. Em người ta, khi lấy cái này về nè, đa số người ta bán cho, người ta bán nó trơn bóng à. Người ta lấy, người ta lấy hết rồi. Cái bào tử của anh rồi. Anh cạo cái bào tử này ra nè, anh bỏ vào trà, anh uống được nè, anh nấu súp được nè. Khi tay bị lỡ, vết thương bị con gì cắn nè, bào tử bỏ lên nè, nó liền da lại cho mình nè. Nó giống, wow, như một, giống như một cái antibiotic, tức là cái kháng sinh. Anh có thử được không? Thử cái bào tử được không? Kháng sinh tự nhiên. Đấy, anh cầm một cái tay cái cân dao này đi. Anh cạo nó trên bằng tay của anh. À, đây nè, anh thấy nè. Anh thấy trên tay của em nè. Uh-huh. Anh thấy trên tay của em không? Ừ. Anh sờ nó, anh thấy anh không cần cạo đâu. À, anh muốn ăn thử nó. À, được, anh được cạo không? Anh được chứ anh. Nè, em cạo vô trong tay anh thử. Anh cạo trong tay anh nha. Dạ. Yeah. Và anh ăn, anh sẽ thấy có một cái vị hơi đắng. Tại vì linh chi là đắng, chứ linh chi không có, linh chi không cho anh là ngọt đâu nha. Đây. Anh nếm cho em đi rồi, anh nói cho em biết. Đôi lúc anh lại thấy nó bland. Chưa có gì hết, không có mùi, không có mùi không. Gì hết. Anh ngậm ngậm nó vào trong cái cổ họng của anh đi, anh thấy nó đắng không? À, I told you.
Hay quá, cái lưỡi chưa? Mình, cái lưỡi mình không phân biệt nổi. Vô cổ bắt đầu nó có hương vị, ấy cái kiểu giống như thuốc bắc à. That's right sir. Anh nên nhớ rằng là ok, em nói cái này bỏ vô trà uống được. Trà uống được. Nhưng bây giờ nguyên cái nấm lớn như thế này mình nấu ăn được không? Được chứ anh. Đắt tiền lắm không? Mẹ của em á đắt tiền chứ. Nhưng mà vì mình bây giờ mình ngày xưa mình đi hái nó đó thì nó đã đắt tiền. Bây giờ người ta khôn lắm, người ta về người ta trồng trong farm, người ta tạo một cái điều kiện của nó giống như là trên một cái núi vậy đó. Hôm nào sang Nhật mình sẽ thực hiện cái phần đó cho mọi người xem. Em mong đợi Lâm, anh Hiệp, anh Long tất cả đi với em qua bên đó để chứng mắt mình thấy người thật việc thật. Các bạn nhớ nha, sau đây đó là các bạn sẽ chờ nha, chờ xem cái phóng sự mà Việt Thảo cùng với Long, cùng với Johnny Dũng, cùng với anh Eric Hiệp, cùng với Ngọc Lâm sang Nhật Bản ít nhất 14 ngày. Ít nhất thời gian ở lại 14 ngày. Chúng tôi sẽ đi khắp nơi để đưa quý vị hình ảnh thực tế nhất mà chúng tôi đến tận nơi chứng kiến tận mắt. Cái này cắn ăn được không? Không ăn, nó cứng và nó hơi dai. Uổng phải không? Uổng. Em nói đùa chơi thôi. Cái này á, anh phải nấu nó. Tại vì nó phải mềm. Đúng rồi. Nó phải mềm mình ăn nó mới ngon. Uh-huh. Người ta đó, ví dụ người ta chưng thuốc bắc hay là người ta chưng vị táo tàu nhãn nhục này đó đó, ta cho linh chi vào. Wow. Hoặc là anh làm anh nhớ là cái loại mà tên nó gà hầm sâm. Uh-huh. Nhưng thay vì gà hầm sâm, anh lấy gà hầm linh chi. Wow. Nó mang một cái lượng chất ngũ vô cùng. Bào ngư nè, gà nè, linh chi nè. Rồi có nhãn nhục trong đó. Rồi có đông trùng hạ thảo nữa. Oh my god, anh Thảo ơi. Thôi mỗi ngày hầm cái đi. Nói là em đang đói bụng đó, nói là em đang đói bụng. Ok. À, cái phấn bên ngoài là cái bào tử. Bào tử, đó cái bào quá, tử của nó. Hay quá. Bây giờ nếu muốn mua cái này nào, mua ở đâu có? Em thật sự là em chưa bao giờ em mua. Okay. Cái này là bên Nhật dạ. Tặng cho em mang về. Rồi. Nhưng mà anh à, trong mỗi một chai collagen linh chi như thế này. Tại sao lại là như nhiều quý vị có hỏi em á, Dũng ơi, nếu vậy thì Dũng cứ cho một chai collagen đi, một loại collagen đi, tại sao phải nhiều loại collagen như vậy? Ok, ở đây là blueberry. Blueberry collagen. Mà cái này collagen của nhân sâm. Cái này collagen của linh chi đỏ. Reishi. Reishi là linh chi đỏ đó. Linh chi đỏ. Đây là collagen yến. Collagen nano, collagen bird nest là tổ yến. Đây, tổ yến. Ồ, rõ ràng, đó. Nó rất rõ ràng. Như vậy đây nghe các bạn. Đây là collagen bird nest là collagen tổ yến nè. Hình như cái này chắc làm da mạc đẹp nè. Phải không? Còn cái Reishi là cái nấm đỏ, nấm linh chi. Đúng rồi. Và cái collagen của ginseng là nhân sâm. Đó. Bây giờ cái nào là giúp cho đẹp cái nào? Đây. Hay là ba cái giống hệt nhau? Ba cái đều giúp đẹp nhưng một cái nó hơn, một cái có một chức năng mạnh hơn một chút. Ba, tại vì hãy có collagen là đẹp rồi. Rồi. Anh thấy chưa? Collagen là nó bớt cái sự đau đớn và đẹp. Nhưng mà anh muốn hỏi nè, cái tóc nó có ảnh hưởng không? Yes. Tại vì ta nói collagen là gì? Da, móng, tóc, nướu răng và sụn. Nếu như người cái móng tay mà nó không có bị cứng là giống như thiếu calcium. Là thiếu collagen đó. Vậy uống collagen nào? Uống collagen, bất cứ collagen nào đều cho anh được vấn đề đó. Rồi, bây giờ nếu bị tóc giống như tóc. Ngọc Lâm nè. Đó, Ngọc Lâm nó tóc nè, đó Ngọc Lâm nó tóc khói vậy đó. Bây giờ làm sao? Uống cái gì? Không ác, nó thiệt vậy luôn à. Anh không hiểu sao Diễm Liên lại thương Lâm được à? Hay là thương cái đầu hói? Bao nhiêu một sự hấp dẫn bên trong mình không biết được. Nhưng mà bây giờ như vậy Lâm không nên uống collagen. Không nên, tại uống cái tóc nó ra lại đàng hoàng tốt, nhiều khi Diễm Liên không thương. Cứ giữ vậy đó Lâm. Cái đó nhiều khi cái đó là cái đang thương nhiều nhất. Rồi, bây giờ như thế này. Rồi. Nói tóc lại nè, răng, tóc, da, móng tay. Da, răng, tóc, da, móng tay, xương khớp. Wow, uống collagen. Lứa tuổi nào cũng được. Lứa tuổi nào cũng được, bất cứ một lứa tuổi nào. Và nó làm cho da người ta đẹp. Ngay kể cả anh lúc anh phụ nữ đang mang thai nữa. Được không? Tại vì đang mang thai là anh đang cho thai nhi của anh đó. À. Được cái lượng collagen, thành ra nó khi mà nó sinh ra đó thì nó sẽ đẹp hơn những đứa khác. Tại vì cái bào thai đó tốt xấu đẹp đẽ hơn những bào thai khác. Là nhưng mà phải uống đúng liều lượng chừng mực. Đúng liều lượng chừng mực. Bây giờ trong ba loại collagen, collagen nhân sâm, collagen linh chi và collagen yến, cái loại nào mạnh nhất? Rồi. Collagen mạnh nhất của em. Mạnh là anh nói là sao em không hiểu ta, mạnh là cái là nó là cái liều lượng mạnh nhất anh không sao? Hiểu tại vì ba loại khác ba nhau loại. Lý do tại sao là ba loại khác nhau, mỗi một chức năng khác nhau à, đó chức năng à, chức năng khác nhau đó. Chẳng hạn như vậy nè, yến đẹp da bổ phổi, đẹp da bổ phổi, nhớ nghe các bạn ai muốn đẹp da bổ phổi uống collagen yến. Dạ rồi, tức là collagen tức là anh đã có được da móng tóc nếu răng xương khớp rồi mà được cái đó, nhưng mà đẹp da bổ phổi là cái đi với collagen yến nha. Mà đặc biệt mình là bây giờ yến plus nano, tức là thẩm thấu và cái lượng của nó nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa em mới ra đó cái lượng của em nó có
13.000 mg, rồi tổng cộng tức là 25.000 tổng cộng chung hết, bây giờ nó tới 27.500, tức là nó lên rồi. Ok. Double luôn. Double. Rồi. Rồi bây giờ như vậy nói tóm lại cho mọi người dễ hiểu, ai mà cái phổi yếu nghe, hát mà thiếu hơi nha, thì phải dùng collagen yến nha. Ai mà muốn da đẹp nha, dùng collagen yến. Giá. Yeah. Rồi. Rồi. Collagen linh chi đỏ, ai gan làm việc không được tốt lắm và thật sự là đau nhức xương khớp nhiều. Nghĩa là tôi có người thì nói uống collagen hơi đề phòng cho xương khớp, nhưng bây giờ tôi bị đau nhức xương khớp nhiều một chút nên uống cái này. Tại sao? Gan hả? Có gan không? Có gan ở trong đây. Tại okay. Sao? Linh chi, nói linh chi là nói về gan rồi đó. Ok. À, bất cứ một cái linh chi nào cũng vậy, linh chi biết nhiều màu, linh chi đỏ, linh chi đen, linh chi gì em không cần biết bao nhiêu loại, nhưng nó đều hỗ trợ cho gan. Ở trong đây gan. Tại sao em lại nói với anh là tại sao nó giúp cho người xương khớp nhiều là cho nó bớt đau đớn nhiều hơn nữa, tại vì trong đây nó có glucosamine. Chưa hiểu cái glucosamine. Anh nhớ là khi mà mình đau đến chân tay chân á mà mình không có dược thảo đó, em ra Costco em mua glucosamine, nó trong cái chai nước. Oh. Chai nước như thế này nè, chai nước là cái này là glucosamine. Em đem về cho má em, hồi đó má em còn sống đó, em về cho má em uống. Ý như vậy đó. Thì bây giờ cái glucosamine đó nó nằm ở trong đây mà nó là chiết xuất glucosamine without chemical. Oh wow, dược thảo luôn. Yeah. Dược thảo luôn mà không chemical. Okay. Nó nằm ở trong đây. Cho nên trong đây nó có vừa là linh chi, vừa là glucosamine, vừa cả collagen. Đó là em chỉ nói những cái dưỡng chất mà stand out đó, để mà mình nhớ rõ đó. Chứ em còn nói là nó hòa quyện chung những cái vitamin đặc biệt quan trọng nằm trong mỗi một cái này. Tất cả đều có. Nói tóm lại, những người nào về gan mệt mỏi, xương khớp mới ăn vô cái buồn ngủ liền là thường thường gan mệt mỏi nha, xương khớp là nên dùng cái collagen linh chi. Yeah. Linh chi đỏ. Dạ, yeah. Reishi. Right. Reishi. Yeah. Reishi. Rồi bây giờ tàu thì họ gọi là linh chi. Nhắc lại đi. À. Nhắc lại đi. Dạ. Anh nhắc lại nè, người nào mà muốn da đẹp nha, muốn da đẹp bổ phổi là dùng cái linh chi yến. Collagen yến. Collagen yến. À, không phải linh chi, collagen yến. Yeah. Người nào mà gan yếu hay là xương khớp rụng rượu thì dùng cái collagen linh chi. Linh chi đỏ. Linh chi đỏ. Rồi bây giờ còn cái collagen mà nhân sâm. Rồi, người nào cứ lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, cho dù ngủ 8 tiếng đồng hồ thức dậy cũng mệt, lừ đừ. Vẫn mệt lừ đừ. Rồi, người nào mà thấy là trong cơ thể của mình nó giống như là nó cứ còm, suy nhược, còm cõi. Ăn uống cảm giác là tôi cũng đi ăn cái Phật nhảy tường, tôi cũng ăn cái món chưng hầm đó, tôi vẫn làm đó mà sao người ta khỏe mà tôi không khỏe. À. Thì phải đi dùng cái tế bào gốc nhân sâm. Tại vì nó là trong đây, nó change cái hệ thống DNA của mình. Ok. Tóm đó, lại. Tế bào gốc. Tóm lại, người nào cảm thấy thân thể suy nhược làm biếng, thuộc xếp vào dạng dân làm biếng, nên dùng collagen nhân sâm. Dạ. Yeah. Phải không? Đúng. Ăn rồi cũng làm biếng, ngủ rồi cũng làm biếng. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa đó, em khoe một cái nữa đó, là trong đây nó có một cái tế bào gốc rất đặc biệt, là tế gốc đi từ trái dưa lưới Tuscany. I don't know, dưa lưới. Ok, dưa lưới có nghĩa là trái, em học được cái chữ đó, tiếng Việt gọi là dưa lưới, nhưng mà nó gọi là cái trái gì? Anh biết dưa hấu nè. Cantaloupe. Ở cantaloupe tiếng Việt có chữ dưa lưới à? Tức là họ kêu là dưa lưới. Ồ đúng rồi, tại cái vỏ đó. Cái vỏ nó mạng dưa lưới, gọi là dưa lưới. Đó, mấy bạn kêu trái dưa lưới. Nhưng mà nó phải là, đừng cái trái dưa lưới bình thường nha. Nó phải là Tuscany, tức là trái mà cái dưa lưới từ ở bên Pháp. Ok. French Tuscany. Mà tại sao em biết? Ngày xưa đó, em chuyên môn, em coi ở trên quảng cáo TV. Mà lúc em còn đi hát á, em mê cô Cindy Crawford. Cindy Crawford em mê vô cùng. Nhưng mà bà đó, tại sao lúc mà bà 28 tuổi, em kêu bằng bà thì phải nó bằng tuổi em. Đúng. 28 tuổi, 38, 42 và bây giờ đúng 50 tuổi. Năm nay cô cũng 50 tuổi nè. Người ta đang celebrate cái birthday của cô, 50 tuổi. Cô theo một ông bác sĩ là Dr. Sebar ở bên Pháp. Ông chuyên môn lấy cái dưa lưới Tuscany ra để ông bỏ vào trong kem dưỡng thôi, cái serum thôi. Tại vì cái dưa lưới á, tại sao đó là như vậy? Tại vì nó từ tế bào gốc của nó, anh để trái dưa lưới đó ra và một trái dưa lưới bình thường. Một cái dưa lưới bình thường, anh để đó, trong vòng 7 ngày, 3 ngày thì trái dưa kia nó sụm xuống như trái pumpkin, nó chết rồi. Nó héo, nó bị cái con này đục ăn chim luôn á. Nhưng trái dưa này nó last tới 7 đến 12 ngày. Tức là Tuscany. Nó giữ được, cái Tuscany nó giữ được lâu như vậy. Thì bây giờ mình không phải là cho vô kem dưỡng mà mình chiết xuất nó ra, mình cho vào trong cái chất để uống. Ok. Nên tóm lại collagen là một loại chất dính kết hợp như giống loại chất nhờn.
Nó dính cái mảng là cho anh. Ô, anh có biết là những người mà đánh football, basketball hay là boxing yep. đi chơi, đi về đau rã rời xương khớp, đau rã rời cái gân đó, nhức gân đó, là lúc đó cái gân qua nó bị rách ra, hay là cái gân lúc đó nó bị căng ra, nó nhức tạo nhức. Anh thử anh uống collagen đi, anh sẽ thấy là nó liền lại lẹ hơn. Một số người á, khi mà họ đã bị đánh tennis và bị chặt cái tay đó, bác sĩ chữa bằng cách nào? Dĩ nhiên là bằng băng bó, làm cái gì mọi thứ, nhưng mà khuyên là uống collagen để nó break cái collagen cũ ra, nó đưa cái collagen mới vô. Thí dụ anh năm nay 63 tuổi, anh chạy bộ buổi sáng để tập thể dục cho khỏe, thì đương nhiên bây giờ anh chạy nó không giống như xưa, chân cẳng nó cũng yếu rồi, bắt buộc thì có nên uống collagen. Anh sẽ uống collagen loại linh chi đỏ. Là... anh sẽ chơi cái linh chi đỏ. Thấy chưa các bạn? Bây giờ đó mình phân biệt được rồi nha. Cho hồi trước giờ cứ nghe collagen, fucodan rồi cái gì đó mà nghe, không biết cái gì, biết cái gì. Cho nên đối với collagen chia làm 3 loại hiện giờ rõ ràng luôn. Da, móng, tóc, nướu, răng, 3 thằng hết. Rồi. Nhưng đẹp da bổ phổi, yến, cái người thấy yến là đẹp da bổ phổi. Gan thận, xương khớp đau đến nhiều quá, linh chi đỏ. Rồi. Mệt mỏi còn suy nhược, mệt mỏi hoài, không có thể nào mà chạy được, không làm cho được hết. Cho cái chân làm biếng. Giờ tế bào gốc. hát mà không chỉ hát một bài, hát cái nửa bài à, chạy xuống không chịu, tế bào gốc. Ok. Như vậy, rõ ràng các bạn thấy, đây là những dược phẩm, dược thảo, làm từ những cái thảo vật, nó gọi là thảo mộc, nha, dạ, loại cây dạ. cỏ. Để cho chúng ta có những cái cung cấp cho cơ thể, giúp cho cơ thể đề kháng hay là chống chọi lại những cái cơn bệnh, chứ nó không phải là loại mà thuốc trị directly, trực tiếp để trị dứt cái căn bệnh đó, không phải vậy nha. Yeah. Thí dụ bây giờ mình muốn hết cảm, đang bị cảm cúm thì phải dùng cái thuốc cảm cúm. Nhưng những cái dược thảo này nó hỗ trợ để chúng ta có sức đề kháng tốt, cơ thể khỏe mạnh và tránh không bị cảm cúm, hoặc là khó bị cảm cúm lắm. Chính xác 100%. Và lúc đó em cũng nói thuốc tây đó thì nó chữa liền cho mình. Dạ. Yeah. Tại vì nó là chemical, nó vô nó đánh ngay chỗ đó. Dạ đúng. Đó, đồng thời nó lại kéo dài thêm một số những phản ứng phụ nếu mà đang nói về những vấn đề đó. Dạ. Yeah. Nhưng dược thảo quý vị đừng nghĩ rằng uống vào là tôi uống vào, tại sao Dũng ơi, anh Thảo uống vô 5 phút xong mà giờ anh cũng chưa thấy cái khỉ mốc gì nó xảy ra hết trơn. Không phải. Dược thảo là cái sự ngấm và thẩm thấu và nó thấm. Nó từ từ nó đi từng chút một vào cơ thể mình và nó build một cách dài hạn, như nó build một cái thành lũy vậy đó. Trời, ở đây nè, anh muốn tiếp lời em. Tôi nói ngay cả vấn đề cái thuốc kích dục hay là hỗ trợ cho vấn đề sex, là cái Viagra và Cialis cũng vậy. Nó là medicine nha. Nhưng uống vào đâu phải hiệu quả liền đâu. Phải nửa tiếng hay là có người phải một tiếng. Chứ không phải uống vô là nó hiệu ứng liền chưa chắc. Và khi uống cái Viagra hay Cialis mà nếu không trường hợp được kích thích hay là gần gũi những cái mà mình mong muốn thì nó cũng bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng uống cái collagen mà yến này đó vô cái tự nhiên cái bữa nay cái da nám, ngày mai cái da bóng lưỡng, không có nha. Không phải thời gian. Ok, chúng ta sẽ trở lại ngay trong chương trình hôm nay với Việt Thảo và Johnny Dũng về Lotus by Johnny Dũng, để chúng ta biết thêm những cái dược phẩm nào khác, những cái sản phẩm nào khác để mà phục vụ cho đời sống chúng ta tốt đẹp hơn. Dạ. Yeah. Ok các bạn, từ bây giờ thì chúng ta đã theo dõi giữa Việt Thảo và Johnny Dũng nói về những sản phẩm của Lotus by Johnny Dũng. Lúc nãy đó tôi thích nhất là cái vụ mà collagen yến, collagen linh chi đỏ và collagen nhân sâm. Thì bây giờ nhắc lại coi nhớ nha, collagen yến đó là làm cho da nó đẹp và phổi nó tốt. Còn collagen linh chi đỏ là dùng cho những cái người khớp xương, phải không? Khớp xương yếu rồi gan yếu hỗ trợ nữa. Yes, thì tôi có nghĩ tới một người mà tôi muốn con này phải uống hai loại này. Ca sĩ Diễm Liên. Tại vì ca sĩ Diễm Liên đi hát. Yeah. Nghe, thức khuya dậy sớm, đúng thời rồi. Gian thất thường, rồi ngủ cũng vậy, thức dậy mệt mỏi đủ, tôi chắc chắn là các ca sĩ đều mệt mỏi cả. Yeah. Đúng không? Và làm biến chúa luôn. Là tại vì mệt mỏi nó đưa ra làm biến vậy. Mà bây giờ đó, da cũng vậy, khi lớn tuổi lên, thức khuya dậy sớm rồi đánh phấn, cho nên cần phải bảo vệ làn da. Và cần cái phổi cho tốt để hát. Cho nên hai cái mà các ca sĩ nên dùng, mà đặc biệt nghe nói luôn, Diễm Liên nha. Kỳ này anh gửi cho Lâm đem về cho em hai hộp luôn nha. Nó là Nano Collagen Burst Nest, tức là yến.
collagen yến và collagen tế bào chinh sinh, tức là tế bào gốc nhân sâm. Hai cái này để cho em da dẻ đẹp hơn và hết đi cái tật làm biếng khi đi hát về. Siêng năng hơn một chút. Về, về phải là cung phụng chồng một chút xíu. Với lại đó, cái phổi còn tốt, nhưng mà cái phổi của Diễm Liên thì tốt lắm. Tốt lắm. Hát quá trời hát luôn á. Phổi Diễm Liên quá tốt. Ok, bây giờ như thế này. Thường thường có nhiều người ăn yến, ăn tổ yến. Tổ yến đem chưng lên, chưng cách thủy, rồi ăn. Thường thường để đường phèn cho ngọt. Rồi để hạt sen, rồi có người ăn đủ cách đó nha. Yến ăn nhiều cách lắm. Thì ngày hôm nay, chúng ta có một cách ăn mới. Mà phối hợp giữa tổ yến và collagen yến. Bằng cách nào? Yến mình nấu lên đó, đừng để đường phèn, đừng làm ngọt. Để chi? Mình lấy cái collagen yến, nó đã thơm ngon ngọt, mình đổ vô ăn chung. Nha. Cái đầu tiên đó, bây giờ cái collagen, cái yến này, tổ yến này, nó bình thường, không có ngọt ngào hết trơn. Nha. Nó là yến bình thường. Ok, bây giờ mình lấy cái collagen yến, đổ vào luôn. Em chịu cái này đó nha, anh Thảo nha. Chà, cái này ăn sang quá đấy chứ. Úi chà. Cái này có cái muỗng. Cái này anh khuấy nó lên ha. Dạ, không có muỗng, bây giờ mình làm cái kiểu của người Nhật đi anh. Dạ. Nó cũng cầm đũa lên như vậy thôi. Nhưng mà húp thôi. À, vậy thôi. Đó. Đây nè, cái kiểu ăn của Nhật nè. Đó. Đó. Người Nhật họ không có dùng muỗng anh ơi. Tại sao phải để đường phèn? Không? Tại sao phải để đường phèn? Cho nên nhiều người đó ăn yến đến độ ngán nha. Nhiều bác, nhiều cụ lớn tuổi cũng vậy, nó ngán. Bây giờ đó, có cái mới rồi. Wow. Tổ yến chưng lên, đổ cái collagen yến vô để mình được da đẹp. Trời ơi, người già 80 tuổi da nhăn uống vô một cái nó trắng bóng. Không có, không phải như vậy. Nếu nói về vấn đề thuốc, vấn đề dược thảo, thì theo anh biết ở các nước Á Châu hay nhiều nước khác, đối với chẳng hạn Việt Nam mình nó có thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam, thì cái chữ thuốc tức là medicine. Người ta gọi medicine, thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam là thuốc của Âu Châu, thuốc của Bắc, có thể Trung Hoa, và thuốc Nam tức là của người Việt Nam mình chế biến. Đều gọi là medicine. Dạ, đúng. Nhưng mà ở Mỹ nó đâu có chấp nhận vậy, phải không? Dạ không. Ở Mỹ bất cứ một cái gọi là thuốc của họ là phải có patent, phải do cái FDA approve, bằng sáng chế. Và họ gọi là medicine. Hơi rõ ràng như vậy, hay gọi là drugs. Gọi rõ ràng cái chữ đó luôn, rõ ràng luôn. Em ơi, là tại vì nó phải bỏ ra bạc triệu, bạc tỷ để mà phát minh ra được, thì nó phải bảo vệ thôi. Yes sir. Dạ. Chứ bây giờ cứ lấy cây ngoài kia đem vô cũng là drug luôn, rồi bán rồi họ bán cho ai? Đúng rồi. Rồi trồng ai cũng trồng mấy mẫu, mấy trăm mẫu hết thì cũng có mà bán. Đối với luật lệ của FDA, không bao giờ cho mình nói những cái dược thảo này là medicine hay là drug. Em biết luật lệ nó như thế nào không? Dạ biết. Bất cứ một cái tiếng Mỹ em có biết không? Dạ tiếng Mỹ em biết, nó gọi là these supplements are not medicine or drugs, nor will not diagnose, cure or treat any kind of disease. Có nghĩa là sao? Họ nói đây là những cái dược thảo hỗ trợ, yểm trợ, supplement hỗ trợ, và không phải là thuốc chế biến, không phải là medicine. Đó là theo họ nói, không phải là medicine, thuốc chế biến. Và nó không dùng để chẩn đoán bệnh, chữa trị bệnh, hoặc là làm lành bất cứ một căn bệnh nào. Đó là cái luật lệ của Hoa Kỳ ở đây. Đúng. Nhưng mà như anh Thảo đã nói đó, trong người Á Châu của chúng ta, hồi giờ đó mình, người Á Châu chúng ta thì đâu có sống ở Hoa Kỳ. Từ hồi giờ là em nói người Á Châu đó, bên đó đó. Bệnh ngày xưa, ông bà ngày xưa bệnh là đi ra ngoài tiệm hốt thuốc nam. Đúng rồi, hoặc là thuốc bắc. Về cũng là chữa bên này, cũng chữa bên nọ, chữa bên kia. Thì ở Việt Nam thì chắc chắn là những dược thảo này là thuốc để chữa bệnh. Nhưng ngay tại Hoa Kỳ chúng ta không được quyền. Có thể nó không trực tiếp vào. Thí dụ như hồi xưa bị cảm cúm đi, bây giờ ở nhà làm sao? Đem đi lấy mớ xả, lá ổi, rồi lá chanh, lá tắc. Đúng rồi vậy. Đem xong gừng đốt, gừng bỏ vô rồi chùm bình ở xong, ok xong. Rồi hết. Đó đó. Đó là cũng là medicine trị liệu. Dạ, đúng. Nhưng dạ, đối đúng. Với Mỹ thì không chấp nhận cái điều đó. Không chấp nhận. Cho nên cái này đó đối với Hoa Kỳ thì coi như là một cái hỗ trợ để mà trị liệu. Đúng. Mình muốn phân biệt rõ ràng như vậy. Nhưng mà theo Việt Thảo nghĩ và Việt Thảo biết, nếu thuốc mà tinh chế lại có thể trị dứt liền ngay một cái, thí dụ bây giờ bị ho đi, thì người ta dùng thuốc ho uống liền, bao nhiêu liều lượng, bao lâu thì có thể trị hết ho?
Đúng vậy. Còn ở Việt Nam mình, thí dụ hay là người Việt Nam, mình không có uống thuốc trực tiếp như vậy. Mình có thể dùng mật ong, rồi mình dùng chanh, rồi mình dùng cái phương pháp khác. Rồi mình có thể từ từ nó cũng hết. Nhá. Đây, em nói kế tiếp giống như anh Thảo nói đó. Trong cái nối tiếp trong cái dòng suy nghĩ của anh Thảo, khi mà anh Thảo bị đường ruột bị hư, một vấn đề gì đó đó, bác sĩ cho anh antibiotic, tức là thuốc trụ sinh. Anh uống vô, nó dịu bớt, nó làm này nọ hết mọi thứ, nhưng mà nó giết luôn những cái con vi khuẩn tốt ở trong cơ thể của mình. Đúng vậy. Thì cơ thể của anh á, đề kháng nó yếu, thì khi anh không có cái vi khuẩn tốt mà, đề kháng nó yếu và bắt đầu anh sẽ bị những vấn đề về cơ thể nó mệt mỏi, nó phải gọi là một thời gian rất là lâu. Nhưng nếu một số người Nhật Á châu của mình không uống đề kháng này thì lấy một cái đề kháng thiên nhiên bằng cách gì? Nghệ. À, uống củ nghệ, Cái này gừng. Cái này nghệ. Một cái nghệ của mình, khi mà mình uống nó vào, trong người nó vào, nghệ, có nhiều người nghệ lắm, nghệ trắng, nghệ đỏ, nghệ đỏ vàng. Đây có không? Nghệ đỏ, em có, đây, nghệ trắng, nghệ đỏ, nghệ vàng, những cái chất kháng sinh tự nhiên, nhưng nó vào nó yểm trợ cho những cái con vi khuẩn rất tốt của mình càng sinh sôi nảy nở, mà khi nó càng sinh sôi nảy nở thì nó làm cho những cái vi khuẩn bad á, nó xuống một cái tỷ số vừa đủ, tại lúc nào nó cũng phải có cái cân bằng, vừa tốt, vừa xấu, vừa đầy đủ, chứ không thể nào mà ăn 100%, nhưng mà mình mong là cái tốt nó càng nhiều, thì hệ thống tiêu hóa nó bớt tiết ra nhiều chất acid, nó không làm cho bao tử bị chua nhiều, bị đau nhiều. Đó là cái vấn đề. Trở lại từ xa xưa khi mà Âu Châu chưa phát triển ra medicine thuốc đi, thì người Trung Hoa hay là người Ấn Độ họ dùng những cái phương pháp cổ truyền từ những dược thảo ra để trị bệnh thôi. Ngày xưa mình đâu có amoxicillin. Dạ không. Mình đâu có penicillin. Dạ không. Bên đó là bên Pháp, bên Tây, bên Mỹ ngày xưa. Dạ. Còn của chúng ta khi mà họ chưa có đô hộ vô, chưa có làm gì hết, mình cứ biết là ăn nghệ, ăn gừng, ăn riền cho nó ấm bụng, cho tiêu sỏi đang được khỏe mạnh. Có nhiều người ăn củ nghệ sống nữa. Đúng rồi. Và em đã từng ăn củ nghệ sống. Ăn được không? Dạ được, xin mời anh. Anh cho bạn Thảo được nha. Cái này đỏ chưa? Cái này là nghệ đỏ. Nghệ đỏ. Cắn luôn. Ủa, của anh nghệ vàng hay nghệ đỏ? Nghệ đỏ. Cái đỏ đỏ. Của em là đỏ nè, của em đỏ nè. Của anh vàng nè. À, của em đỏ nè. Thì anh có muốn chiết cái vỏ đó, anh không thích. Người thì thích vỏ, anh ăn nó ngon. Ngon vậy? Anh ăn một cách bình thường. Ủa? Rất ngon lành. Ủa? Không ngờ nghe, mình nghĩ chắc nó cay, nó đắng, nó dữ. Không có. Anh nhớ rằng có nhiều người nói với em á, một số người á, họ đi ở trong rừng, họ ăn lá cây, tại vì đi mà thiếu lương thực, ăn cái quả này, củ nọ đó, dễ bị tiêu chảy, rồi bắt đầu người nó mệt, và thật sức đề kháng đi bộ không được. Anh Thảo đi bộ, thử cái đỏ này, anh ăn cái đỏ với em luôn. Nó nồng hơn. Anh thấy nó nồng hơn không? Hay là anh không phân biệt được? Nó không khác biệt nhiều. Nó không biết nhiều. Không biết. Cho thử cái trắng nghệ trắng coi. Cái này nghệ trắng phải không? Thôi chừng cái tay. Cái này nó cứng lắm nha. Dạ, cứng quá. Cứng lắm. Đó, anh chị bay vô nó thấy, anh bay vô tí xíu thì anh thấy nó sao? Nó nồng hơn nhiều à? Nó nồng hơn nhiều. À, nồng quá. Nó nồng quá phải không? Đó. Mỗi cái nó có chức năng thôi. Nồng quá thì anh hớp một miếng yến vô đi, để cho nó khỏe. Nhưng mà nghệ trắng nồng quá, dạ, trong khi cái đỏ vàng nó không có nồng. Dạ. Nhưng mà khi em nói đó, người ta ăn nghệ như vậy đó, đề kháng dễ sợ lắm. Người ta nói là người ta có thể đi xuyên núi, người ta đi cái này cái nọ mà người ta không bị mất sức. Nhờ người ta ăn nghệ sống không đó. Rồi. 100%. Bây giờ em có những cái... Ô, mình cạn cái này đi. Dạ, mình cạn cái này. Đúng, chứ để nó nguội nó không ngon. Anh thấy mùi gì không? Mùi trái lê. Cái collagen của em là mùi trái lê. Nó có mùi xoài, nó có mùi thơm, mà đặc biệt mình đang uống là mùi trái lê. Ngon quá. Như Việt Thảo nói, hôm nay quý vị cũng như các bạn đang theo dõi Johnny Dũng và Việt Thảo nói về những cái sản phẩm, những cái dược phẩm từ Lotus by Johnny Dũng. Những cái sản phẩm được đem đến từ Nhật Bản, giúp cho đời sống chúng ta có thể đề kháng, có thể giúp cơ thể mình ngăn ngừa, chống chọi với bệnh tật. Từ ung thư cho tới dưỡng da, cho tới gan, cho tới bao tử, cho tới xương, cốt, hay là nói chung tất cả về sức khỏe của con người. Bây giờ mình tiếp tục lên cho Như Dũng ha. Mùa xuân đã trở lại với nắng ấm từ xứ hoa đào Nhật Bản, hứa hẹn chắc chắn cho một sức khỏe cũng như làn da tuyệt mỹ. Với 25.000 mg collagen có yến thượng hạng, collagen nấm đỏ linh chi và collagen phu nhân tâm quyến rũ thơm ngát, duy nhất từ Lotus by Johnny Dũng mới có yến thượng hạng.
mặt trào hoa nữ, siêu Qtan, sụn cá mập và vitamins cần thiết trong mỗi chai lọ original quý phái tuyệt diệu cho làn da mơ ước. Nấm đỏ linh chi, glucosamine, trà xanh, hyaluronic tinh túy ấp ủ, nuôi dưỡng xương khớp trong từng cơ thể. Tế bào gốc từ dưa lưới Tuscany, beta-glucan của lúa mạch, maca và nhân sâm trắng Nhật Bản vun đắp sinh lực vô song. Mỗi hộp 10 chai, mỗi chai 50ml vun đầy sự trẻ hóa từ Kobe Japan bằng dòng nước trong sạch nhất thế giới. Chống lão hóa, ngược dòng thời gian là sứ mệnh của dòng sản phẩm Qsa có 102. Từ Lotus by Johnny Dũng, 25.000mg Super Collagen Yến thượng hạng, collagen nấm đỏ linh chi và collagen phô nhân tâm chờ đợi chúng ta để chinh phục cả bầu trời. Lotus by Johnny Dũng, the best of life.